những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Năm người con của ông Hoàng Cải Lương Kim Tử Long đi du lịch cùng nhau, nhan sắc cô con gái thứ hai giấu bấy lâu nay mới bất ngờ. Dù năm đứa con được sinh ra bởi ba người vợ khác nhau, nhưng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long luôn biết cách kết nối các con lại với nhau trong tình thương của gia đình. Là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, tuy nhiên, đời tư của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lại khá lận đận. Anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh kết hôn cùng người vợ đầu tiên, có con gái là Hoàng Kim Phụng, nghệ danh Mai Ca. Sau đó, nam danh ca cải lương kết hôn lần hai với Cẩm Tú, em gái của danh thủ Hồng Sơn. Có thêm hai cô con gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Hiện tại anh đang chung sống cùng cô Đào Trinh Trinh và có hai quý tử là Andy Hoàng Gia Khánh và Peter Hoàng Gia Khiêm. Dù bận rộn với công việc ca hát và kinh doanh, nhưng mỗi khi rảnh rỗi hay dịp lễ Tết, ông Hoàng Cải Lương đều kết nối các con bằng những chuyến du lịch cùng nhau. Kim Tử Long cho biết anh hạnh phúc vì các con luôn yêu thương, đùm bọc và hòa thuận bên nhau. Trong chuyến du lịch Singapore vào đầu tháng 12 vừa qua, cả gia đình nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã tề tụ đông đủ. Đáng chú ý là năm người con của anh nay đã cao lớn phỏng phao. Trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của con gái thứ ba của anh là Hoàng Gia Hân, tên ở nhà là Su Su, là con của anh và em gái danh thủ Hồng Sơn. Khá hiếm lên khung hình cùng bố và em gái Hoàng Gia Linh, Hoàng Gia Hân sở hữu nhan sắc rạng rỡ và cuốn hút, không kém cạnh bất kỳ hot girl nào. Không chỉ thế, cô nàng còn được người cha nổi tiếng tiết lộ là có giọng hát cực hay. Sắp tới, hai cha con nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sẽ ra MV ca nhạc cùng nhau. Hai quý tử của Kim Tử Long và Trinh Trinh, con gái cả Mai Ca cùng chồng con. Con gái thứ ba Hoàng Gia Linh đã được báo chí viết rất nhiều vì xinh đẹp và tài giỏi. Con gái thứ hai Hoàng Gia Hân xinh như hot girl của Kim Tử Long và vợ thứ hai Cẩm Tú. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong khung ảnh của đại gia đình và ghi điểm đậm vì dung mạo ấn tượng.